Phút 33, cả cầu trường St. Mary's của đội chủ nhà Southampton như bùng nổ sau tình huống đột phá của cầu thủ trẻ Tyler Dibling. Măng non 2006 có pha qua người khiến Diogo Dalot phải phạm lỗi ngay trong vòng 16m50, qua đó giúp đội bóng của huấn luyện viên Russell Martin có lợi thế vươn lên dẫn trước. Các cổ động viên đội khách chìm trong lo sợ khi họ lại tiếp tục đứng trong viễn cảnh bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Thế nhưng lần này, biệt đội cứu thầy với đầu tàu Andre Onana đã lên tiếng đúng lúc để từ chối cú sút từ Cameron Archer. Thủ thành người Cameroon có pha đổ người cực kỳ nhanh và quyết đoán khiến cho cú sút của tiền đạo của đội chủ nhà dù có hiểm nhưng đã bị bắt bài hoàn toàn. Tình huống này được coi là mấu chốt của trận đấu. Nó khiến cho thế cục đổi chiều ngay lập tức sau đó khi mà Manchester United đã đòi lại được thế trận từ đội chủ nhà. Các cầu thủ quỷ đỏ nhanh chóng áp sát nhiều hơn, sút nhiều hơn về phía khung thành của Ramsdale. Và với sức ép khủng khiếp như vậy, bàn thắng là điều khó thể tránh khỏi cho các học trò của huấn luyện viên Erik ten Hag. Sau hơn 30 phút đầu chật vật để đối phương tạo nhiều sóng gió lên phía khung thành của Onana, Manchester United đã có lời đáp trả đanh thép với pha lập công của De Ligt. Tình huống này đã tô điểm hết được những phẩm chất trên phương diện tấn công mà cựu trung vệ của Bayern Munich có thể mang lại cho nửa đỏ thành Manchester. Một tình huống xâm nhập vòng cấm, lắc đầu cực kỳ nhanh để hạ gục Ramsdale mang lại bàn thắng cho MU. Đó là sự giải tỏa vô cùng lớn cho đội khách, bởi như đã nói trong khoảng thời gian đầu, nếu ai không xem trực tiếp thì sẽ tưởng đội bóng của Ten Hag có một trận đấu dễ dàng. Nhưng họ lại để cho đội chủ nhà dồn ép trong 2/3 hiệp thi đấu đầu tiên. Việc dùng Eriksen với mong muốn kiểm soát thế trận đã không mang lại được sự hiệu quả cho huấn luyện viên người Hà Lan. Russell Martin biết đây là điểm yếu của Manchester United. Ông lập tức cho các học trò gây áp lực liên tục. Việc Eriksen cùng với Kobbie Mainoo không thể ở trong tình thế nhận bóng thoải mái, các trung vệ đã bắt đầu có những pha bóng truyền sai địa chỉ. Lần lượt De Ligt, Lisandro Martinez hay Dalot để cho đối phương chớp được thời cơ sau các pha truyền bóng bất thành. Đặt khung thành của Onana vào tình thế báo động, nhưng may mắn là trong một ngày mà mốt cứu thầy được bật, cựu thủ môn của Inter Milan đã hóa người nhện với những pha bay người xuất thần. Đúng như Ronaldo chia sẻ, Erik ten Hag không nên cho rằng Manchester United là một đội chơi không thể cạnh tranh vô địch và top 4. Khi ấy các cầu thủ sẽ có tâm lý dè chừng, họ không thể dồn ép kể cả những đối thủ chiếu dưới. Nhìn cách mà Southampton đã ngang ngửa, thậm chí là trên cơ và suýt chút nữa có bàn thắng vươn lên dẫn trước, hẳn các cổ động viên quỷ đỏ không hài lòng chút nào với đấu pháp mà chiến lược gia người Hà Lan đã làm. Họ không thấy sự thay đổi khi mà đội nhà bị đối phương dồn ép với tần suất lớn như vậy. Ten Hag gần như không có sự điều chỉnh đáng kể nào và chỉ có dấu hiệu khởi sắc sau tình huống trượt 11m của đội chủ nhà. Manchester United tìm lại thế trận với pha lập công của De Ligt và chốt hạ hiệp thi đấu đầu tiên với bàn thắng của Rashford. Bàn thắng này cũng là bàn thắng đầu tiên sau 12 trận tịt ngòi của tiền đạo người Anh. Nó đánh dấu sự tự tin đang dần quay trở lại với tiền đạo này, bởi trước đó thì anh đã bị các cổ động viên chỉ trích không thương tiếc và đã vô cùng bức xúc trước truyền thông. Mỗi khi Rashford truyền bóng hỏng hoặc là bỏ lỡ cơ hội, anh ấy ngay lập tức bị chỉ trích. Điều này không xảy ra với nhiều cầu thủ khác của Manchester United. Nguồn tin từ Daily Mail cho biết, Gary Neville, Roy Keane, Terry Sheringham, Alan Shearer và Jamie Carragher là những cựu danh thủ đã chỉ trích Rashford trong thời gian gần đây. Trong đó thì Neville, Keane và Sheringham đều là những cựu cầu thủ từng thi đấu cho Manchester United. Thế nhưng, nhìn bàn thắng của Rashford trước Southampton, cổ động viên Manchester United có lẽ là nên động viên anh để tiền đạo này tìm lại phong độ làm bàn vốn có của mình. Đó là pha bóng sở trường của số 10, nhận bóng bên rìa vòng cấm, ngoặt vào trong và tung cú đá cứa lòng đánh bại thủ môn đối phương. Trong quá khứ, khi đạt được sự tự tin và phong độ cao, rất khó để Rashford có thể bị ngăn cản trong những tình huống bóng được coi là thương hiệu của mình. Ngày hôm nay, Ramsdale một lần nữa là nạn nhân của tiền đạo người Anh, bởi trong quá khứ thì cựu thủ thành của Arsenal cũng từng vào lưới nhặt bóng với cách sút tương tự trước số 10 tại trận đấu ở Emirates vào mùa 2022-2023. Khi vừa lên dẫn trước đối thủ đến 2 bàn, Manchester United đã dễ dàng thi đấu hơn rất nhiều. Họ liên tục dồn ép Southampton với hy vọng có một chiến thắng đậm ngay trên sân khách để giải tỏa chuỗi ngày u ám trước đó. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Dù ép sân, nhưng khả năng xử lý bóng thiếu dứt khoát bên phần sân đối thủ khiến cho quỷ đỏ bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.
Đây là bài toán đã đặt nặng lên Ten Hag cùng với các cộng sự từ lâu khi họ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và cứ cái đà đó, đối phương sẽ có khả năng chọc thủng lưới họ. Nhìn cái cách mà hàng thủ của Manchester United chống đỡ những pha phản công nhanh của đối phương khi mà lần lượt Kobbie Mainoo hay Christian Eriksen không thể giúp sức đã khiến các cổ động viên ngán ngẩm. Mặc dù thắng trận là thật, nhưng nhìn lối chơi cứu thầy kiểu vậy, không mấy cổ động viên Quỷ Đỏ cảm thấy yên tâm trong chiến dịch năm nay. Điều họ cần là một đội hình đầy đủ các nhân tố, một lối chơi được định hình từ trên sân tập và trong tư duy của các cầu thủ khi họ nhận nó từ huấn luyện viên. Ten Hag đang có đội hình chất lượng, nhưng ông thiếu đi sự sắp xếp nhân sự một cách hợp lý. Thế nhưng rõ ràng là tính đến lúc này, chiến lược gia người Hà Lan vẫn đang may mắn khi ông có trong tay các học trò tài năng kiệt xuất, biết xuất hiện đúng thời điểm để giữ vững bốn chân ghế cho ông thầy của mình. Lần lượt sự thay đổi Ugarte hay Casemiro đều để lại ấn tượng với giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Về phía tiền vệ người Uruguay, anh được tung vào sân ở phút 73 thay cho Christian Eriksen, qua đó đánh dấu màn ra mắt đội bóng mới và chỉ trong 15 phút ngắn ngủi, Ugarte sớm ghi dấu ấn ở các số liệu thống kê. Theo Statman Dave, Ugarte thành công trong mọi pha tắc bóng và hoàn thành 100% mọi đường truyền mà anh thực hiện trong trận ra mắt này. Đây là điều mà Manchester United cần ở một tiền vệ phòng ngự thay thế cho Casemiro. Với Ugarte, anh là một phiên bản trẻ và khỏe hơn rất nhiều so với người đàn anh. Chính vì vậy, màn debut trước Southampton được coi là sự đánh dấu cho việc cạnh tranh vị trí ở khu vực tiền vệ phòng ngự của bộ đôi Nam Mỹ này. Khi mà Casemiro cũng đã có sự lột xác sau màn trình diễn thảm họa trước Liverpool, hai tình huống dẫn đến bàn thua trực tiếp đã khiến cho mọi người dồn mọi sự kìm nén bấy lâu lên tiền vệ người Brazil, mang anh ra làm bia đỡ đạn cho một lối chơi yếu kém của Ten Hag, khiến cho đại bộ phận cộng đồng dần mất thiện cảm với cựu tiền vệ của Real Madrid. Nhưng với đẳng cấp đã được khẳng định, Casemiro không đáp trả bằng lời nói mà anh dùng hành động để khiến mọi người có cái nhìn khác về mình. Vào sân ở những phút cuối, nhưng tiền vệ này vẫn biết cách tạo dấu ấn ở mặt trận tấn công. Tự tin cầm bóng sộc vào hành lang trong, bình tĩnh quan sát hàng thủ đối phương, nhìn ra khoảng trống trước mặt, tung đường chao khe lênh láng để Dalot thoát xuống căng ngang vào cho Garnacho ghi bàn thắng thứ 3 chốt hạ trận đấu. Khoảnh khắc đó đã khiến cho các cổ động viên Manchester United vỡ òa trong cảm xúc. Dù thế trận đã an bài, nhưng một tình huống dàn xếp quá bài bản với một đường truyền không thể nào hoàn hảo hơn từ Casemiro. Đó là lời khẳng định không thể nào tuyệt vời hơn của tiền vệ người Brazil, thách thức người đàn em Manuel Ugarte về việc cạnh tranh một suất trong đội hình xuất phát bên cạnh Kobbie Mainoo. Đó là niềm vui với người hâm mộ Manchester United bởi họ đang sở hữu hai tiền vệ phòng ngự thuộc top của giải đấu. Chỉ cần họ giữ được phong độ, đội bóng sẽ có nền tảng trong việc hướng đến các chiến thắng liên tiếp tiếp theo. 3 điểm trên sân St. Mary's là lời giải cho hai thất bại liên tiếp đáng xấu hổ của Manchester United. Mặc dù một lần nữa phải nhờ đến biệt đội cứu thầy, nhưng các cổ động viên thấy rằng ít ra những ngôi sao của đội bóng vẫn đang chiến đấu vì chiếc logo trên ngực áo. Đó là điều may mắn hơn bao giờ hết. Giờ đây, họ cần Ten Hag phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, bởi nếu cứ cái đà này, Onana sẽ chẳng cứu được mãi, Manuel Ugarte hay là Casemiro có thể trở thành tấm bia đỡ đạn trong bất kỳ một thất bại nào. Hãy cùng chờ xem trong các trận đấu tiếp theo của mùa giải năm nay, Manchester United của Ten Hag có tiếp tục lột xác để hướng đến những chiến thắng ấn tượng không nhé?